Trở lại với video ngày hôm nay, cho em Trâm sẽ được gửi lời chào tới toàn thể quý khách hàng gần xa trên mọi miền Tổ quốc. Và hôm nay em sẽ gửi tới các bác một cái mẫu xe gầm cao số tự động đời 2015. Và đây các bác nhìn xem phần đầu của chiếc xe này. Đấy, rất đẹp luôn. Mà chiếc xe này đấy ạ, các bác mình nếu không để ý đấy ạ, thì cũng sẽ cứ nghĩ là đây là chiếc xe tiền tỷ, đây là chiếc xe mà là nó là nhiều tiền đúng không ạ? Nhưng mà thực ra thì chiếc xe này chỉ có là hơn 300 triệu thôi các bác nhá. Đây là phần form dáng của nó này, các bác nhìn này. Rất đẹp luôn. Và trang bị thì rất là nhiều những cái công nghệ, rất là nhiều tính năng các bác nhá. Đây phần đèn thì các bác nhìn này. Đấy, đèn có đèn bi, đèn led này, rồi rửa đèn pha này. Đấy, lốp na răng, phanh đĩa, phanh ABS đây. Rồi có sinh nhan nằm ở trên gương. Có nút bấm một chạm bên ngoài. Đăng kiểm tháng 9 năm 22. Với Đức Sơn là màu nâu cà phê, nhìn rất là sang trọng đúng không ạ? Và nội thất bên trong đây các bác nhá. À, nội thất bên trong đây, em sẽ quay cho các bác mình xem thêm một chút nữa. Về nội thất bên trong, đây có ghế điện này các bác này. Đấy, ghế phụ mà cũng được trang bị cả ghế điện luôn. Đấy, và ghế của xe cả bộ đều là ghế da xịn cao cấp nguyên bản theo xe các bác nhá. Những cái vị trí này của xe rất là sáng đẹp này. Đấy, sàn của xe thì cũng đã được lót thảm trải sàn 5D rồi. Đây các bác nhìn xem. Và táp lô, táp ly của xe được thiết kế bằng chất liệu da nhá. Như cái vị trí này là bằng chất liệu da đấy ạ. Chỗ này được sơn vân gỗ nhìn rất sang luôn. Túi khí an toàn của xe được làm xung quanh các bác nhá. Đây có túi khí này và vô lăng và một vài vị trí nữa. Trong đó có cả những cái trên cột này. Trên cột này là cũng có túi khí này các bác này. Màn hình giải trí nguyên bản theo xe. Và đèn lỗ thông minh start top. Đây em ấn cho các bác mình xem này. Và các bác thấy cái một số chế độ của chiếc xe sẽ hoạt động. Điều hòa ô tô tự động. Ấn nút đây là tắt. Ấn đây là tắt các bác nhá. Màn hình giải trí nguyên bản theo xe đây. Có lớn. Rồi ở trên vô lăng thì được tích hợp rất là nhiều cái phím điều khiển. Các bác nhìn xem này. Rồi có đi ga tự động nhá. Đấy, điều chỉnh âm lượng. Đấy, túi khí an toàn. Vô lăng của xe là vô lăng 3 chấu. Và đây là mặt đồng hồ chiếc xe. Và các bác thấy đây là hiện tại chạy chưa tới 10 vạn km các bác nhá. Rồi có một số những cái tính năng rất hiện đại luôn. Trong đó có phanh tay điện tử đây các bác nhìn này. Phanh tay điện tử đây nhá. Đấy, chìa khóa thông minh của xe đây. Đây là phần cốp đồ. Và chiếc xe này đấy ạ là đã được anh chủ trước thêm một cái màn hình cỡ lớn đây rồi này các bác này. Đấy, màn hình này dùng để làm cam hành trình cũng là cam nùi luôn, cũng là để vào mạng luôn các bác nhá. Và đặc biệt thì chiếc xe này được thiết kế thêm một cái cửa sổ trời rất là lớn. Đấy, cửa sổ trời rất là to nhá. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama vẫn hoạt động bình thường. Rồi tất cả những cái phần na răng của xe này cũng đã được lắp logo của Audi vào đây rồi. Đấy, từ na răng này cho đến phần vô lăng này, cho đến phần đuôi trước đuôi sau là đều được gắn logo Audi rồi các bác nhá. Chiếc xe này thì nó là tên là Joyty T600 các bác nhá. Sản xuất năm 2015. Số tự động, máy xăng 2.0. Và được sử dụng máy của hãng Mitsubishi Nhật Bản các bác nhá. Các bác lưu ý cho em như vậy là sử dụng máy số khung gầm của hãng Mitsubishi Nhật Bản, cho nên nó cũng khá là lành và bền, khá là lành và bền, mà lại đồ đạc phụ tùng thay thế thì cũng dễ và rẻ nữa. Còn hiện tại các bác đang xem ở phía đằng sau lên đây thì các bác thấy này, chiếc xe với phần form dáng rất là đẹp mắt đúng không ạ? Form dáng của Joyty thì nó sẽ giống hệt với lại Audi Q5 nhá. Các bác cứ nhìn một số những chiếc xe Audi Q5 mà xem, form dáng nó rất là giống luôn, cho nên là anh chủ trước là cũng đã được độ logo vào đây rồi. Độ vào không vấn đề gì đâu các bác nhá. Nó chỉ là cái hình thức thôi. Đây, đèn đằng sau các bác nhìn này, full nét luôn. Đấy, full nét luôn nhá. 2.0T nhá. Và phía sau đây các bác thấy là có những cái bắt cảm biến lùi này đúng không ạ? Có những bắt cảm biến lùi này. Và đây, đây là biển bên em đang cả treo phía đằng sau. Đấy, có số điện thoại. Bên em có đổi các xe, có mua lại xe khi các bác không có nhu cầu sử dụng nữa. Số điện thoại của bên em là 093 8586307 và 0389 000555 và 0335 838389. 3 số chính, 3 số dùng hotline của bên em. Và bây giờ thì em đang tiến sang bên tài và quay cho các bác xem một số những vị trí. Thì đây các bác nhìn nhá, là có gương kính điều chỉnh điện được nằm toàn bộ ở đây, chốt cửa trung tâm nằm đây. Và chỗ này có loa này. Đấy, những phần tắp đi tắp đồ xe bằng chất liệu da hết các bác nhá. Rồi ghế bên đây tất nhiên là ghế điện rồi, ghế phụ là ghế điện thì ghế lái tất nhiên cũng phải là ghế điện rồi. Bộ ghế da xịn cao cấp nguyên theo xe vẫn còn rất là căng đẹp. Túi khí an toàn được gắn cả ở ghế luôn đây các bác nhìn này.
Và chiếc xe có thiết kế chế độ chống trơn trượt nhá. Đây. Đấy, chống trơn trượt đây. Và chỗ này là để mình chuyển coi. Rất là hay. Rất là hay và đặc biệt đúng không ạ? Xe 5 chỗ gầm cao, rộng rãi, to cao. Vừa chở được người lại vừa chở được hàng nằm ở phía sau kia các bác nhá. Đấy, bộ ghế da của xe còn rất là mới rồi. Bộ lốp của xe vẫn còn dày. Lốp xe vẫn còn dày. Đấy, xe nhập khẩu mới trước China các bác nhá. Vâng, bây giờ thì em sẽ di chuyển quay một vòng bên ngoài chút, xong đấy thì em sẽ review chi tiết cho các bác xem cái phần nội thất bên trong như là một số những chức năng. Đấy, nói chung là trong ngoài rồi gầm sàn rồi máy móc thứ là đều là quay chi tiết cả cho các bác xem nhá. Các bác hãy đến xem xe trực tiếp tại siêu thị ô tô Hải Dương, địa chỉ 90.2 Trường Chinh, Tân Bình, thành phố Hải Dương nhá. Không đến xem được, bên em đánh xe đến tận nhà thôi. Các bác cứ cho em địa chỉ, em sẽ cho người đến đánh đến tận nhà cho các bác nhá, để các bác kiểm tra xe. Xe thì có yên tâm rồi. Đấy, nhìn như này thôi mà giá trị của nó thì em sẽ bán làm sao nó đúng phù hợp các bác nhá. Và chiếc xe thì hoàn toàn là không có lỗi. Nhiều bác có bảo là chắc xe lỗi, xe nó có vấn đề gì hay như nào, bán rẻ thế đúng không ạ? Nhưng mà chiếc xe này nó là em bán làm sao nó cũng phù hợp đấy ạ. Tất nhiên thì cũng rẻ hơn người ta một ít. Và cũng giới thiệu với các bác mình trên đây luôn là bên em đang còn thêm hai con nữa giống hệt như này nhá. Tổng hiện tại là bên em đang có 3 con, một con màu trắng và 2 con màu nâu như thế này. Đấy, em có một con nữa màu nâu trong kia. Đấy, em cũng có video và hình ảnh rồi, bác nào xem bên em gửi cho. Con đấy thì đẹp lắm, con đấy thì nói chung là hàng hiếm luôn. Bây giờ thì em sẽ quay chi tiết cho các bác xem về chiếc xe này, các bác cùng nó xem nha. Đây các bác nhìn này. Đấy, cặp đèn pha của xe này các bác thấy này, vẫn là pha xịn đúng không ạ, và có bi có led. Đấy, mặt tối bật lên rất là đẹp nhá. Chỗ này có vị trí rửa đèn pha nhá, và một số vị trí này đấy các bác nhìn này, đèn gầm của xe là cũng đã được gắn một số những cái dạng đèn led ở dưới rồi, cả như là ở khu vực chỗ này này. Đấy, cũng có đèn led rồi nhá. Đây này các bác nhìn này, 1, 2, 3, 4, 5 lỗ này. Ở chỗ này có camera nữa đây các bác này, có camera luôn. Sơn xi bóng đẹp, thân vỏ không có vấn đề gì như là về đâm đụng va chạm hay là bị mục mọt các bác nhá, không có vấn đề đấy nhá. Một số vị trí là cũng đã được sơn màu vàng, bác nào không thích thì về mình chuyển màu khác đơn giản nhanh gọn các bác nhá, đơn giản nhanh gọn thôi. Đấy, sơn xi của xe đây nó sáng bóng, đăng kiểm tháng 9 năm 2022, kính của xe bọc dán xung quanh rồi. Tay nắm cửa đẹp trên kính là cũng đã được bốc lốp. Nhựa đây, nhựa đẹp các bác nhá. Tôn vỏ gõ kêu, thân vỏ dòng xe này cũng khá là dày, tôn vỏ khá là cứng và dày đấy các bác ạ. Nhiều bác bảo là cái dòng này chắc chạy không ra gì đâu, mới chạy nó kém, rồi chạy nó không yên tâm, không ổn định, rồi nó không an toàn, rồi nó nọ nó kia, rồi là phụ tùng không có hay là phụ tùng đắt đấy, hay là khó sửa đúng không ạ. Nhưng các bác thì mình hãy tìm hiểu lại đối với cái dòng xe này nhá. Bên em bán dòng xe này rất là nhiều rồi và được khách hàng phản hồi cũng rất khá là ok. Đấy, dòng này bây giờ nó cũng khẳng định trên thị trường Việt Nam mình rất ok rồi các bác nhá, không như ngày xưa. Đây các bác xem này. Đấy, một số vị trí vách cửa đây, một số bu lông ốc vít của xe vẫn còn chấm sơn màu đỏ. Đấy, chỗ này là có loa này. Đây các bác nhìn nhá, đây là có cái gioăng này, gioăng rất đẹp này. Tắp đi tắp đô xe thì rất là mới đúng không ạ? Các bác nhìn xem nó rất là mới. Rất là mới luôn, chỗ này đều là da xịn cao cấp nguyên bản theo xe nhá. Đây này các bác này. Đấy, chỗ này cũng là da xịn như này. Sơn vân gỗ nhá. Như mới đúng không ạ? Tay nắm, tay bán, tay cầm đây. Loa âm thanh nghe hay. Đấy, khung cột kèo đẹp. Đinh tán không mất đinh nào. Có giá lốc nhá, giá lốc kiểu dạng bằng lốc này các bác này. Đấy, đây có lẹp này. Bộ ghế da đẹp. Cả trên cả dưới luôn, cả trên cả dưới bộ ghế của xe còn rất là mới đây, có nhìn thấy rồi đúng không ạ? Chiếc này nếu bác nào mà muốn gọi là mình đi làm sao nó có cái hình tượng đấy ạ, thì chiếc xe này quá phù hợp đúng không ạ? Tiền ít thịt nhiều đúng không ạ? Đi ra ngoài đường nhiều người vẫn nghĩ đây là tiền tỷ. Em mời các bác xem này. Mép cửa của chiếc xe này là cũng đã được dán gioăng rồi nhá. Chủ trước cũng đã được đầu tư thêm cái gioăng này và dán vào rồi. Bốn cánh đẹp, ok như nhau hết, gần như là như nhau.
Đây em quay kỹ một chút cho các bác ngắm này. Các bác ở xa ở gần cứ ngắm nhá. Ok được, bảo bên em, gọi điện bên em để bên em chuyển xe đến cho, hoặc là các bác đến trực tiếp. Đến trực tiếp thì mình còn xem được thêm hai con nữa cơ, đúng không ạ? Đến trực tiếp được là cái tốt nhất các bác nhá. Đây, bộ ghế của xe còn ok này các bác này. Nội thất rộng rãi rồi. Chỗ này có cái vị trí đựng đồ nhá. Đấy, gạt tàn điện thoại đựng đồ đây. Chỗ này có một cái vị trí là để các bác tì tay đựng nước. Đấy, trần của xe là đã được lên trần 5D nữa rồi này. Và mình mở nhá. Chiếc này nó mở làm hai chế độ. Đây, mở chế độ rèm, rồi chế độ thứ hai là chế độ cửa kính. Đấy, rất là hay. Ok ạ. Các bác đang ngồi xem rảnh tay nhấn chia sẻ ủng hộ em nhá. Nhấn chia sẻ với lại nhấn cái nút like đấy ạ, nút like ở phía bên dưới cái video. Và các bác vào nhấn vào trong trang của em, nhấn nút thích và nhấn theo dõi nữa để cùng đồng hành với siêu thị ô tô Hải Dương trong những cái thời gian tới các bác nhá. Thời gian tới bên em sẽ đưa rất là nhiều xe lên cho các bác tham khảo. Nói chung ngày nào cũng đưa lên vài mẫu xe để các bác mình nghiên cứu lựa chọn hợp lý. Chiếc xe nào với các bác thì bên em cũng sẽ để cho các bác giá hợp lý nữa luôn. Đấy, sẽ có giá tốt nhất thị trường các bác nhá. Các bác đừng đánh giá vội là chiếc xe này đắt, chiếc xe kia rẻ, đúng không ạ? Đừng đánh giá vội vì là giá cả bên em đưa ra là đều còn thương lượng, chứ không phải là giữ nguyên giá các bác nhá. Tùy theo chất lượng nữa, các bác cứ đến kiểm tra thoải mái về xe hoặc là nhìn trên clip này. Đấy, cho nó ok hết đi, xong là gọi điện bên em để bàn bạc. Đấy, các bác cùng đồng hành với em trong vài phút nữa thôi. Đấy, ok chưa? Nội thất của xe này các bác nhìn này, rất sang luôn đúng không ạ? Rất sang luôn. Đấy, và vách cửa này không có dấu hiệu gì là mục mọt cả đó nhá. Và kính của xe đây các bác nhìn này, không xước này. Và kính của xe bọc dán xung quanh rồi nhá. Tôn vỏ cứng cáp mỏ này các bác nghe này. Tiếp quay cả máy cả gầm nữa để các bác ngắm nốt. Đấy, chỉ có hơn 300 bạc thôi, các bác đã sở hữu một chiếc xe đẹp ngất ngây như này rồi nhá. Quá đẹp, quá rẻ luôn đúng không ạ? Chỗ này thì em đã quay rồi, bây giờ em quay sơ sơ nữa thôi. Em đóng cửa lại và cho các bác xem những cái vị trí tiếp theo. À mà cốp của xe nữa đúng không ạ? Cốp này được ấn bằng điện nhá. Đấy, và phía khoang cốp đây các bác nhìn này, rất là rộng luôn. Cũng đã được lót thảm 5D ở trên rồi. Và dưới lốp dự phòng với lại kích lốp các bác nhá. Ở chỗ này có loa nữa này các bác này, chỗ này có loa này, bên đây nữa nhá. Đấy, có loa nữa luôn. Âm thanh xe khá là ok. Các bác xem xong phần nội thất rồi, em tiến hành quay lốt này. Đấy, thân vỏ của xe không vấn đề gì nhá, rất là căng đẹp, hoàn toàn không có lỗi. Tiếp theo là phần dưới gầm của chiếc xe. Đây, gầm sàn đây các bác nha. Ok ạ. Gầm không mục mọt, không móc méo, không bị sập gầm. Không sập gầm các bác nhá. Máy đây, chiếc này máy xăng 2.0 turbo các bác nhá. Đấy, mà máy của xe thì các bác biết rồi, là máy của Mitsubishi Nhật Bản. Đây ạ, em quay kỹ một chút cho các bác xem cái động cơ nhá. Gọi là cabo này. Đấy, và đây là máy đây các bác này. Các bác nhìn nhá, đây có phải là máy của hãng Mitsubishi ạ. Đây, logo ba cánh đây. Đấy, chữ turbo đây các bác nhá. Đấy, sử dụng 4 máy thôi. Sử dụng 4 máy thôi nhá các bác nhá. Máy đời cao, máy turbo rồi, cho nên nó sẽ là khỏe và tiết kiệm hơn những cái mẫu xe đời cũ, đời thấp các bác nhá. Các bác mình cũng lên tìm hiểu thêm và phân biệt. Rồi, bây giờ thì tiến hành quay lốt cho các bác xem. Ê, vâng, đây các bác xem gầm nha. Đấy, ok chưa? Đây có mấy anh em đến xem xe. Vâng. Rồi, em đã quay xong và review cho bác mình tương đối là kỹ. Các bác cần thêm thông tin gì hãy alo, gọi điện cho bên em nhé. Cái nội Zalo nữa để được xem thêm hình và video. Mọi thắc mắc các bác cứ alo nha các bác ơi. Cứ alo nhá.
về vấn đề sang tên đổi biển này, ship xe này, bên em sẽ hỗ trợ cho các bác. Tất cả những cái mà các bác thắc mắc thì đều được giải đáp qua ba số điện thoại mà em đã cung cấp. Các bác hãy lưu số vào, khi nào mà cần thì hãy liên hệ cho bên em để tư vấn kỹ hơn các bác nhé. Rồi, ok, video này em đã quay xong, xin được kết thúc và tạm dừng.